Đăng Khoa xin kính chào quý vị. Hiện tại Đăng Khoa đang có mặt tại một số địa điểm của các cử tri xem kết quả cuộc bầu cử sơ bộ tại khu vực 7 thành phố San Jose. Kính thưa quý vị, trong cộng đồng người Việt của chúng ta tại thành phố San Jose gần đây rất là xôn xao và lo lắng và cho rằng có đến 4 người Mỹ gốc Việt ra tranh cử, đó là ông Tâm Nguyễn, bà Vân Lê, ông Chris Lê và ông Thomas Dương. Ba người còn lại là bà Maya Espaza, ông Jonathan Fleming, ông Omar Vasquez. Thì phần thắng dành cho người Mỹ gốc Việt rất là khó khăn hơn. Và bây giờ Đăng Khoa xin kính mời quý vị theo dõi một số hình ảnh của buổi bầu cử sơ bộ tại khu vực 7 thành phố San Jose qua ống kính của đài truyền hình Việt TV Network thực hiện. Thì cũng như vừa rồi, Vân Lê cũng đã hỗ trợ và đã tranh đấu mình được nghị quyết cơ vàng lần đầu tiên ở trong học khu Eastside là được 5 phiếu, 5 trên 5. Thì trong cái lĩnh vực mà nghị viên thì nó tới 11 lá phiếu. Thì mình vẫn phải có khả năng để mình làm việc với tất cả mọi người để mình đem lại cái quyền lợi cho cộng đồng mình, đem lại cái quyền lợi cho khu vực 7 nói riêng và cái cộng đồng mình nói chung. Nhưng mà cái điều quan trọng vẫn là mình giữ cái chức năng, mình giữ cái cá tính là mình làm việc cái gì cũng phải trong sáng, minh bạch. Vì vậy khi mà mình ra ngoài mình nói chuyện với thế hệ tương lai thì mình phải có một cái gương sáng cho các em. Và chị Vân Lê hy vọng rằng là tối nay là một cái tối thật là tốt đẹp và tuyệt vời, vì một người phụ nữ mà đi ra tranh cử trong cái chức vụ dân cử cũng rất là khó khăn. Cô Vân là cái người ra tranh đấu nhiều cho cộng đồng và trong đó có cộng đồng Việt Nam. Mà bây giờ là người lúc mà cô ấy có nhiều khả năng hơn những kỳ tranh cử trước. Cho nên là những lần trước tôi không ra mặt bởi vì tôi thấy là chưa được. Nhưng mà lần này đó là cô ấy có đủ khả năng, đủ sức để tranh đấu. Cho nên tôi ủng hộ hết mình. Tôi thấy nghị viên Nguyễn Tâm là một người làm việc rất là xuất sắc trong 4 năm qua. Ông đã đem lại nhiều cái quyền lợi cho cộng đồng Việt Nam, đồng thời ông làm công việc của một người nghị viên, ví dụ như là giúp nạn nhân của lục lội, bạo lục và nạn nhân của hỏa hoạn là đồng bào ai cũng biết qua hệ thống truyền thông. Đồng thời ông cũng đòi hỏi cho cái giá tăng tiền nhà giảm xuống, như vậy là nghị viên Tâm đã can thiệp cho người nghèo, và đồng thời ông cũng đóng góp với hội đồng thành phố trong những cái công việc như là mướn thêm cảnh sát để bảo vệ an toàn cho người dân. Tôi mục đích chính là làm sao để bảo vệ chính nghĩa quốc gia, tiếng nói cộng đồng, quyền lợi người dân. Tôi mong là cộng đồng chúng ta sẽ đoàn kết, tại vì sẽ đấu với một cái trận của mẹ giống như là giải chung kết quốc tế. Vì vậy tôi vẫn yêu cầu tất cả người Việt chúng ta chuẩn bị cho cái trận quyết liệt vào tháng 11 sắp tới. Nhưng mà vì 4 người Việt Nam chi phiếu nhiều quá, nhưng mà nó nói rằng là tôi cái tiềm năng rất là lớn, hy vọng là chúng ta sẽ đoàn cái số phiếu đó để tháng 11 có một cái kết quả rực rỡ quyết định. Gia đình chúng ta, mình có thể gọi đây là một gia đình, thì sau bao nhiêu lần tranh cử chúng ta cũng vẫn gắn bó với nhau. Thì tôi xin được đại diện cho nghị viên Nguyễn Tâm và toàn thể ban vận động tranh cử cho nghị viên Nguyễn Tâm xin chân thành tri ân cùng tới toàn thể quý vị, vì sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt Việt Nam cộng sản ở San Jose này mà quý vị không tiếc bỏ ra thời giờ, tiền bạc, công sức để giúp nghị viên Nguyễn Tâm cố gắng giữ lại cái ghế nghị viên trong vòng 4 năm tới, để nghị viên Nguyễn Tâm có một cái cơ hội thực hiện cái giấc mơ mà cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta đã hằng mơ ước trong vòng trên 40 năm qua.
thì cái sự lựa chọn của cử tri là cái điều mà chọn cho mình một người có lý tưởng, có tài, có đức, có những cái chính sách phù hợp để phục vụ cho cộng đồng, thì mình cảm thấy hãnh diện và cũng rất là vui mừng là được tham gia cái chính trường đó, cũng chỉ là để mà cho cử tri với lại cộng đồng biết được cái chính sách của mình, hoặc là đặt ra những cái câu hỏi có cái gì là quan trọng cho cộng đồng, thì mình cảm thấy là rất là vui mừng được là cái mùa này nó quá là sôi nổi, thì được hãnh diện là được tham gia cái cuộc bầu cử ngày hôm nay. Thomas rất cảm ơn sự nhận ủng hộ của quý vị. Thomas hy vọng Thomas sẽ finish top 2. I am very grateful for the support of all my family and friends here, and I'm very hopeful tonight will be a night where we celebrate and I finish top 2. Thưa quý vị, Thomas và Huyền Trân chỉ mới biết đây thôi, mà Thomas đã cho Huyền Trân cảm thấy là anh là một người nói cái gì là deliver cái điều đó, tức là anh luôn luôn là người giữ cái lời hứa của mình. Đó là Huyền Trân được cái niềm tin sau khi tiếp xúc với anh là một người rất là dễ thương và có trình độ. Và Huyền Trân nghĩ rằng cái bộ mặt chính trị của thành phố San Jose cần phải được thay đổi, cần phải được có những người trẻ như Thomas đứng lên là lãnh đạo chúng ta. Nhưng mà Huyền Trân nghĩ rằng đối với Huyền Trân, Thomas không hẳn là một người lãnh đạo, mà là một người bạn, một người có cái tâm để đem thành phố San Jose đến một cái sự better và better community. Thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh của buổi bầu cử trong thành phố San Jose tại khu vực 7. Và kết quả bầu cử của ngày hôm nay là ông Tâm Nguyễn 31.31%, 2.765 phiếu, bà Maya Espaza 23.64%, 2.088 phiếu, bà Vân Lê 13.64%, 1.205 phiếu, ông Thomas Dương 11.98%, 1.058 phiếu, ông Jonathan Fleming 10.81%, 955 phiếu, ông Omar Vasquez 5.54%, 489 phiếu, ông Chris Lee 3.08%, 272 phiếu. Tổng số phiếu đến thời điểm hiện tại là 8.832 phiếu. Đăng Khoa tường trình từ thành phố San Jose, tiểu bang California, trân trọng kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình phóng sự lần sau do Đài Truyền hình Việt TV Network thực hiện.